ông Roliker Thời tiết hôm nay đúng như dấu hiệu lúc hửng sáng đã báo. Trời không mây, mặt trời nhô lên rạng rỡ. Những tia nắng nhạt chiếu xuống được mặt tuyết trắng tinh rọi lại hôm qua. Rừng buồn bã nhợt nhạt như thế mà hôm nay ánh sáng chói chang làm lóa cả mắt. Chốc chốc Cụ Vitaly luồn tay vào dưới áo sờ xem con troli cơ thế nào. Nó chưa ấm lại tí nào, nó rung cầm cập, rõ ràng là không sao làm ấm lại dòng máu tê buốt trong người nó. Cụ Vitaly đứng lên bảo tôi: "Phải tìm ngay đến chỗ có xóm làng, không thì con troli cơ sẽ chết ở đây mất. Đi đi thôi, cháu à." Chúng tôi bọc kỹ con trô cơ vào chiếc chăn đã hơ ấm, rồi cụ chủ ôm nó vào dưới áo, sát ngực cụ, rồi chúng tôi lên đường. Cụ Vitali nói, cái quán này bắt ta trả giá trọ đắt quá. Giọng cụ run run khi nói câu này. Cụ đi ra trước, tôi bước theo gót cụ. Con Capi còn ngồi lại ngưỡng cửa, phải dục nó mới đứng dậy đi. Thỉnh thoảng nó quay đầu lại nhìn về chỗ hai bạn nó bị sói vô. Có lúc đứng dừng hẳn lại, phải gọi nó mới lại đi. Ra đường đi được một lúc chúng tôi gặp một cái xe, hỏi thăm, người trên xe nói đi ngót một tiếng nữa sẽ có làng xóm. Nghe nói thế, chân chúng tôi tự nhiên khỏe ra, mặc dù tuyết ngập đến nửa người tôi, đi khó khăn và mệt chốc chốc tôi hỏi cụ chủ xem roller thế nào, cụ bảo nó run cầm cập trong ngực cụ. Đi mãi đến một cái dốc, dưới chân dốc hiện ra những mái nhà trắng của một thôn lớn. cố gắng đi thêm một hồi nữa, chúng tôi đến nơi. Thông thường chúng tôi không vào những quán lịch sự có vẻ sang trọng, hứa hẹn những thức ăn ngon, chỗ nằm ấm. Chúng tôi vẫn hay dừng lại ở đầu làng hay ngoại ô, chọn một cái nhà tồi tồi, giá trọ rẻ rẻ, không mòi nhẵn túi chúng tôi. Lần này lại không thế, cụ Vitaly không dừng ở đầu làng, cụ đi mãi đến cái quán, trước cửa treo đu đưa một tấm bảng đẹp, thép vàng. Trong bếp, một chiếc bàn chất đầy thịt, trên bếp nhiều chiếc son bằng đồng đỏ, Đàn reo sôi vui vẻ, hơi các món ăn bốc lên thành các đám mây nho nhỏ, mùi súp béo ngậy bay ra tận ngoài đường, kích thích mấy cái dạ dày lép kẹp của chúng tôi. Cụ chủ tôi lấy dáng điệu một người sang trọng bước vào quán, không nhấc mũ, đầu hất ra đằng sau, cụ hỏi chủ quán: "Thuê một căn buồng tốt, có lửa sưởi?" chủ quán là một nhân vật khá bảnh bao ban đầu ông ta không thèm nhìn chúng tôi nhưng rồi thấy vẻ uy nghi đường bệ của cụ chủ tôi ông ta tỏ vẻ kính nể bảo chị hầu phòng đưa chúng tôi về buồng trọ trong khi chị ta nhóm lửa cụ chủ bảo tôi cháu đi nằm đi nhanh lên tôi sững người không hiểu thế nào sao lại đi nằm lúc này phải ngồi vào bàn ăn mới đúng chứ. Thấy tôi do dự, cụ chuẩn nhắc. Nhanh lên chứ. Tôi đành làm theo lời cụ lên giường nằm. Cụ kéo chiếc chăn lông đắp cho tôi lên đến tận cầm. Cháu gắng chịu, làm sao cho nóng ra người lên, càng nóng càng tốt nha. Tôi nằm mà cứ thấy băng khoăn, con trô cần được ấm hơn tôi, chứ tôi có thấy lạnh nữa đâu. Trong lúc tôi nằm im cho nóng người, thì cụ Vitaly cứ dở đi dở lại con Jolica, dường như quay thịt nó. Chị hầu phòng thấy vậy cũng ngạc nhiên. Lát sau cụ hỏi tôi, Cháu đã thấy nóng người chưa? Ôi, cháu chết ngốt mất thôi. Vậy là tốt, ta đang cần như thế đó. Nói rồi, cụ đi ngay lại phía tôi và đặt con Jolica bên cạnh tôi, bảo tôi ôm chặt nó vào lòng. Tội nghiệp con tro cơ bé bỏng, ngày thường nó bướng bỉnh, bắt làm gì mà nó không vừa ý là nó dãy nảy lên. Thế mà hôm nay, ngoan ngoãn lắm, bảo sao nghe vậy, nó nằm nép vào người tôi, không cựa quậy. Một lúc, người nó nóng rang. Cụ Vitaly xuống bếp bưng lên một bát rượu vang nóng, pha đường. Cụ muốn cho con tro cơ uống dài muỗng, nhưng nó không hé răng ra được. Nó mở đôi mắt sáng nhìn chúng tôi buồn bã, như muốn bảo chúng tôi để cho nó yên, đừng làm tình làm tội nó nữa. Nó còn rút một tay ra khỏi chăn, chìa cho chúng tôi. Tôi không hiểu ý nó muốn gì, tại sao lại chìa tay ra và sao lại chìa đi chìa lại. Đến khi cụ Vitaly giải thích, tôi mới hiểu, thì ra trước đây khi tôi chưa nhập đoàn Jolica đã có một lần sưng phổi, người ta đã phải chích máu ở cánh tay nó, bây giờ tự thấy mình ốm, nó đưa tay ra để cho người ta chích máu cho nó nữa và chữa cho nó khỏi như lần trước. Thế có cảm động không chứ? Cụ Vitaly rất cảm động và rất lo ngại Rõ ràng là con trô cơ bệnh và bệnh nặng lắm, cho nên nó mới không chịu uống rượu vang pha đường, cái món mà ngày thường nó rất thích. Cụ Vitaly bảo tôi, cháu uống chỗ rượu ấy và cứ nằm yên trên giường, để ông đi mời thầy thuốc. Tôi cũng rất thích món rượu ấy, hơn nữa lại đang đói phờ cả người, nên không đợi cụ nhắc lần thứ hai, tôi nốc thẳng một hơi rồi chui vào chăn nằm. Hơi nóng của chăn và hơi men của rượu bốc lên làm người tôi nóng rang. Cụ chủ tôi đi một loán đã về, dẫn theo một ông mang kính gọng vàng, đó là ông thầy thuốc. Cụ Vitaly sợ thầy thuốc không muốn đi chữa cho một con khỉ nên cụ đã không nói rõ gì thế thấy tôi nằm trên giường mặt đỏ như gất, thầy thuốc sấn lại đặt tay lên trán tôi rồi phán. Huyết tụ! Rồi ngài lắc đầu ý nói, bệnh nặng lắm. Tôi thấy cần phải cải chính ngay, không ông ta đè tôi ra chích máu thì phiền quá. Tôi nói, không phải là cháu bị bệnh đâu. Sao, mày mà không bị bệnh hả? Hừm, mày lại lên cơn mê sản rồi. Tôi không trả lời, tôi hé chăn ra, chỉ con Jolly Cơ đang choàng tay qua cổ tôi nói. Nó đang bị bệnh đó. Ông thầy thuốc lùi hai ba bước, quay về phía cụ Vitaly la lớn. Chữa cho một con khỉ hả? Hừ, hay chưa? Vì một con khỉ mà ông quấy rầy tôi lại đang tiếc trời như thế này nữa. Tôi đã nghĩ ông ta tức sẽ bỏ đi, nhưng cụ Vitali là một người khôn ngoan nhanh trí. Cụ đã giữ được ông thầy thuốc ở lại. Cụ nói cho ông ấy nghe, cảnh ngộ của chúng tôi phải gặp mưa tuyết như thế nào. Con trô sợ sói trèo lên cây trơn, bị cảm lạnh thế nào. Cụ khẩn khoản. Đành rằng bệnh nhân chỉ là một con khỉ, nhưng là một con khỉ thiên tài đó. Ngoài ra nó còn là người bạn đường, một người anh em chí cốt của chúng tôi. Tôi không đành lòng giao một nghệ sĩ sân khấu xuất sắc cho một anh thú y tầm thường cứu chữa. Giả lại, tuy khỉ chỉ là một con vật, nhưng theo các nhà sinh vật học thì nó gần giống con người, cho nên bệnh nó cũng không khác bệnh người. Về mặt khoa học và y thuật, nghiên cứu xem bệnh của khỉ giống hệt người giống chỗ nào khác chỗ nào tôi tưởng cũng là điều lý thú đó người italia vốn khéo tán lắm vì vậy ông thầy thuốc không đi khỏi mà lại quay về bên giường trong lúc cụ chủ tôi nói thì con jullica cứ chìa tay ra ngoài đến chục lần ý nó cũng muốn gian nài ông thầy thuốc chích máu cho nó cụ chủ bảo Ngài xem con khỉ thông minh chưa kìa, nó biết Ngài là một vị thầy thuốc, cho nên nó đưa tay ra cho Ngài bắt mạch đó. Nghe cụ Vitali nói vậy, ông thầy thuốc hết do dự, ông nói, Ừ, cái ca này cũng ngộ thiệt đó. Đối với chúng tôi, cái ca này buồn và đáng lo lắm, vì con Jolica có triệu chứng sưng phổi Ông thầy thuốc cầm cánh tay con khỉ thọc dao vào mạch máu. Trolliker không kêu rên, nó biết người ta làm như thế là để cứu chữa cho nó khỏi bệnh. Chết máu xong thì đến các vị thuốc, thuốc cao, thuốc nước, thuốc dán, thuốc xoa. Tôi làm nhiệm vụ trông nom bệnh nhân theo sự chỉ bảo của cụ Vitaly. Tội nghiệp con Trolliker, nó thích tôi săn sóc thỉnh thoảng nó mỉm cười để cảm ơn tôi. Những lúc nó cười, nhìn giống người lạ lùng. Ngày thường Jolie lấp cất ngang bướng hết sức, chẳng bao giờ nó chịu ngồi yên, lúc nào cũng lăn xăng trêu chọc tôi. Thế mà bây giờ, nó yên lặng dễ bảo quá, nó tỏ ra mong muốn người ta tỏ lòng yêu mến nó. Nó muốn được cảm tình cả của con Capi nữa trước kia đã bao phen là nạn nhân của nó nó muốn mọi người ở bên cạnh nó hễ ai ra ngoài thì nó hờn dỗi bệnh tình của nó có diễn biến xấu nó đổ ho những cơn ho làm nó mệt lử cả thân nó rung lên quằn quại tài sản tôi chỉ có năm xu tôi trút hết ra mua kẹo mạch cho nó khốn thay kẹo mạch của tôi không làm bệnh nó giảm đi mà lại tăng lên. Nó vốn có ý nhận xét rất tinh. Chẳng bao lâu nó thấy rằng mỗi khi nó ho, tôi lại cho nó một cái kẹo. Thế là nó cứ giả đò ho để được tôi cho kẹo. Và tự nhiên nó ho nặng lên. Khi tôi biết ngón lấu cá của nó, thì tôi không cho nó kẹo nữa. Nhưng nó không ngã lòng, lúc đầu nó đưa mắt gian sinh gian sinh không được, nó ngồi gặp người ôm bụng ho dữ dội, căng gân cổ ra mà ho. Mặt nó đỏ bừng, mạch máu trên trán căng thẳng, nước mắt vàng dụa, rốt cuộc nó đứt hơi, không phải đứt hơi đóng kịch, mà đứt hơi thật sự. Cụ chủ không bao giờ nói cho tôi biết việc tính toán bán mua của cụ. Việc cụ bán chiếc đồng hồ quả quyết để mua cho tôi chiếc áo lông cừu cũng là tình cờ mà tôi biết. Nhưng lần này, trong hoàn cảnh khó khăn này, cụ đã bỏ lệ thường ấy. Một buổi sáng tôi ngồi trông coi con Trulica để cụ đi ăn sáng, vì bao giờ chúng tôi cũng thay đổi nhau trong Trulica, chứ không để nó nằm một mình. Khi cụ về thì cụ cho tôi biết chủ quán đòi tiền trọ, trả xong chỉ còn 50 xu, làm thế nào bây giờ? Tôi không biết trả lời thế nào. Ngừng một lúc, cụ bảo phải tổ chức ngay một buổi biểu diễn. Tôi thấy khó thực hiện được, vì bây giờ không còn Don Sơ và Debino, còn Troliker thì bị bệnh. Nhưng ở vào hoàn cảnh chúng tôi bây giờ, không thể làm thì cũng cứ phải làm vì không làm không được. Phải làm mới có tiền trả tiền thuốc cho Julie tiền phòng trọ, công thầy tiền củi sưởi Phải kiếm được ít nhất bốn chục franc mới đủ trang trải các món. Có thấy chúng tôi xỉa tiền ra, chủ quán mới mở cho chúng tôi một tài khoản mới để ăn ở tại quán của ông ta. Chỗ chúng tôi đang lưu trú là nông thôn, trời đang rét, phương tiện biểu diễn thiếu, mà phải kiếm cho được bốn chục franc thì thật là một cố gắng phi thường. Cụ chủ tôi không để mất thì giờ vào việc suy nghĩ đắn đo. Cụ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị buổi diễn. Tôi tiếp tục ở nhà trong non con Jolica, còn cụ chủ lo việc biểu diễn cụ đã tìm được một phòng diễn ở chợ trời rét thế này không thể diễn ở ngoài trời được cụ vẽ mấy tấm quảng cáo rồi đem đi dán các nơi cụ còn kiếm được mấy tấm dán xếp thành một sân khấu đơn giản cụ mạnh dạn chi hết số tiền đang còn mua nến cụ cắt nến làm hai để thắp nhiều ngọn cho sáng nhìn qua cửa sổ tôi thấy cụ đi đi lại lại nhiều lần trên tuyết ở trước quán tôi lo lắng tự hỏi không biết chương trình biểu diễn sẽ thế nào đây ngay sau đó tôi thấy anh đánh trống trong làng đến anh đội mũ lưỡi trai màu đỏ anh đứng trước cửa quán đánh trống rang một hồi trống oai hùng rồi đọc chương trình biểu diễn anh đánh trống đọc xong chương trình đến được cụ chủ quảng cáo các nghệ sĩ trong đoàn của cụ đầu tiên là một nghệ sĩ trong đoàn của thiên hạ đó là capi và một danh ca nhỏ tuổi một kỳ quan thế giới tức là tôi nhưng lý thú nhất là chuyện không bán vé vào cửa mà tùy lòng hào hiệp của chư vị khán giả sau khi xem xong hoan hô xong họ sẽ tự liệu lấy mà trả tiền. Tôi thấy làm như thế mạo hiểm quá, chắc gì họ đã hoan hô chúng tôi. Capi mà nói rằng danh tiếng thì cũng đáng, chứ còn tôi mà nói là một kỳ quan, thì tôi không dám nhận. Nghe tiếng trống, Capi sủa lên vui vẻ, còn Jolico cũng nhõm dậy, mặc dù lúc đó nó đang mệt lắm. Tôi cho rằng khi nghe đánh trống, hai nghệ sĩ này đoán là sắp biểu diễn. Đúng vậy, cứ nhìn điệu bộ con Julika thì biết. Nó cứ muốn đứng lên, tôi phải giữ nó lại. Nó đòi bộ quân phục cấp tướng nước Anh của nó, cái áo gài lon vàng, cái quần có sọc vàng, cái mũ đại lễ đính lông chim trắng. Nó chắp tay quay xuống để gian xin cho thiết tha hơn khi thấy giang sinh không xong, nó quay sang giận dỗi, cuối cùng khóc lóc để cho tôi mũi lòng. rõ ràng là tối nay khó mà thuyết phục nó bỏ cái ý định sắm dài quen thuộc của nó. bởi vậy tôi nghĩ tốt nhất là khi đi diễn không cho nó biết. khốn nổi cụ Vitaly không biết sự tình diễn ra ở nhà trong lúc cụ đi vắng. bước chân về đến nơi cụ bảo ngay rằng tôi phải chuẩn bị đàn và những vật liệu cần thiết cho buổi biểu diễn. Julie vẫn nghe quen những tiếng ấy nên nó hiểu ngay. Nó lại dở trò gian nài, nhưng lần này nó gian nài với chủ nó. Nó kêu nhiều tiếng khác nhau, nó cau mày nhíu mắt, cả thân hình nó làm điệu bộ. Tất cả những cái ấy diễn đạt những ý muốn của nó quá rõ, dù nó có nói được bằng lời, thì cũng đến thế là cùng. Những giọt nước mắt đầm đìa trên má nó rõ ràng là những giọt nước mắt. Những cái hôn nó đặt lên bàn tay cụ Vitali cũng thực sự là những cái hôn. Còn muốn đóng trò hả? Cụ Vitaly hỏi. Dân, dân à! Toàn thân nó đáp. Jolica bé bỏng tội nghiệp con con đang bị bệnh kia mà đóng làm sao được hết bệnh rồi người nó lại kêu to lên như thế trông thật cảm động quá cái cảnh tượng một con vật bé bỏng bị bệnh nặng đã kiệt sức mà còn hăng hái kêu xin cho được ra trò khẩn khoản gian nài làm đủ mọi cách để thuyết phục chúng tôi nhưng chiều ý nó thì cũng chẳng khác gì giết nó đã đến giờ phải ra chợ để biểu diễn tôi khuân mấy khúc gỗ tướng chớp một đống lửa to trong lò sưởi cứ chỗ củi ấy thì cháy còn lâu mới hết tôi bọc con joli cơ vào trong chăn rất chu đáo nó khóc sướt mướt nó hôn tôi mãi không thôi xong đâu đấy chúng tôi ra đi cụ Vitaly vừa đi đường vừa dặn dò tôi công việc phải làm. Không thể diễn những tiết mục quen thuộc của chúng tôi như mọi khi, vì thiếu diễn viên chính, cho nên con Capi và tôi phải tận tình trổ hết tài nghệ, phải thu những 40 franc kia mà, một món lớn kinh khủng. Cụ Vitaly đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ còn việc thắp nến lên nữa là xong nhưng đó là món xa xỉ phẩm, chỉ được dùng khi nào khách đến đông, phải làm sao cho nến sáng mãi, đến lúc diễn hết chương trình. Cụ Vitali và tôi vào rạp, còn anh đánh trống diễu qua các đường làng một lần nữa. Tiếng trống gian lên khi gần khi xa, tùy con đường quanh co uống lượng như thế nào đó. Sau khi đã hóa trang xong rồi, và trang điểm cho con capi nữa tôi ra đứng ở một cái trụ xem khách đến một lúc thấy tiếng trống gần lại có cả tiếng ồn ào chen vào đó là tiếng cười nói của đám trẻ con khoảng hai chục đứa đi bước đều theo nhịp trống anh đánh trống dừng lại trước cửa rạp giữa hai ngọn đèn lồng tiếp tục đánh trống liên hồi chỉ còn đợi khách vào nữa là diễn trống cứ thúc rang lên, hùng dũng, vui vẻ, mà sao không thấy người đến. Bọn trẻ con trong làng đã vào rạp, và đã ngồi yên chỗ. Nhưng với số khán giả này, làm sao thu được 40 franc? Chúng tôi mong có những khán giả có túi tiền nặng và hào phóng kìa. Tuy vậy, cụ chủ tôi quyết định cứ phải khai diễn, không chờ thêm nữa chờ thêm sẽ hết nến mất. Tôi ra trò trước, tôi đệm đàn hát hai bài hát ngắn, hát xong có tiếng vỗ tay nhưng thưa thớt. Lòng tự ái của người diễn viên ở tôi không sâu sắc lắm, nhưng tôi thấy buồn phiền. Nếu họ không thích thì có bao giờ họ muốn bỏ tiền đâu. Tôi không hát vì tiếng tâm, tôi hát vì con trôi cơ tội nghiệp của chúng tôi tôi muốn làm xúc động khán giả tôi muốn làm thế nào cho họ say sưa họ mê mẩn nhưng nhìn xuống cái gian chợ chập chờn những bóng đen hình thù kỳ dị tôi thấy tưởng như tôi không làm cho họ thích thú mấy và họ chưa chịu nhận rằng tôi là một kỳ quan trong thế giới còn capi tốt số hơn nó đã được người ta vỗ tay khen mấy lần thật nhiệt liệt buổi biểu diễn tiếp tục cho đến hết, và nhờ có con Capi đã chấm dứt trong tiếng hoang hô gian dậy. Người ta vỗ tay chưa đủ, người ta còn dậm chân và nhảy lên nữa. Giờ phút quyết định đã đến, cụ Vitali đánh đàn cho tôi nhảy một điệu tới Ban Nha. Trong lúc ấy con Capi ngậm cái Âu trong miệng, lần lượt đi qua các dãy ghế liệu nó có thu được 40 franc hay không đây? Ý nghĩ ấy làm quặn lòng tôi, tùy ngoài mặt tôi cố tươi cười với khán giả. Tôi nhảy đã mệt, mà vẫn cứ phải nhảy. Chỉ khi nào con Capi mang cái Âu về tôi mới có thể nghĩ. Nhưng Capi không về vội. Có ai không bỏ tiền ra, thì nó đưa chân dỗ nhẹ nhẹ vào túi để moi thêm. Rồi cuối cùng nó về, tôi cũng ngừng nhảy, nhưng cụ Vitaly lại vẫy tay cho tôi tiếp tục, thế là tôi lại nhảy tiếp, tôi vừa nhảy vừa nhích lại gần con Capi. Tôi thấy Âu Tiền còn vơi lắm, phải nhiều nữa mới đầy, chừng như cụ chủ tôi đã ước lượng được khoản thu, cụ đứng ngay dậy nói với khán giả. Thưa chưa vị khán giả, chúng tôi đã hiện đầy đủ chương trình hứa hẹn, nhưng vẫn còn nến, cho nên nếu chư vị khán giả vui lòng thì tôi xin hát hầu chư vị vài khúc. Con Capi sẽ đi diễn qua một lần nữa, dám mong quý vị khán giả nào lần trước chưa kịp tỏ rõ thái độ hào phóng, thì lần này sẽ nhanh tay hơn. Chúng tôi hân hạnh báo trước để quý vị khán giả biết để chuẩn bị đi thì vừa. Tôi đã được nghe cụ hát nhiều lần trong khi dạy tôi trước đây, nhưng chưa bao giờ được thấy cụ hát như tối hôm ấy. Cụ chọn hai bài hát, bài ca về chàng Joseph, mới vừa qua tuổi ấu thơ, và bài ca về vua Riksa Dũng Mảnh, ôi Riksa bệ hạ. Ngày ấy tôi đã làm gì biết nhận xét người ta hát hay hay không hay? có nghệ thuật hay không có nghệ thuật. Tôi chỉ thấy rằng nghe bài hát của cụ, tôi xúc động quá. Từ chỗ xó sân khấu, tôi đứng ẩn mình nghe mà nước mắt rơi lã chả. Qua làng nước mắt, tôi trông thấy một thiếu phụ ngồi hàng ghế đầu vỗ tay nhiệt liệt. Tôi đã để ý đến bà ấy từ trước, vì bà không phải là một phụ nữ nông thôn, như những người đàn bà khác ngồi trong rạp Bà trông có vẻ là thuộc tầng lớp thượng lưu, trẻ đẹp, chắc là giàu có nhất làng, mặc áo lông cừu. Một chú bé ngồi cạnh bà vỗ tay hoan hô Capi tợn lắm. Chắc là con bà, vì nó giống bà như đúc. Sau bài hát thứ nhất, Capi đi thu tiền, tôi ngạc nhiên thấy bà thiếu phụ ấy không bỏ đồng nào vào Âu cả. Khi cụ chủ tôi hát xong bài thứ hai, thì bà ra hiệu cho tôi lại gần. Bà bảo, tôi muốn tiếp chuyện với chủ của em. Tôi cũng ngạc nhiên sao cái bà xinh đẹp ấy lại muốn gặp chủ tôi. Tôi nghĩ, bà cứ bỏ tiền vào cái âu ấy là xong. Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn đem lời bà thưa lại với cụ Vitali. Lúc đó con Capi đã trở về. Số tiền thu được lần thứ hai này còn ít hơn lần trước. Cô chủ hỏi, Bà ấy cần gì? Dạ, bà ấy cần nói chuyện với ông đó. Ta không có chuyện gì để nói với bà ấy cả. Bà ấy chưa bỏ gì vào cái âu của con Capi hết, có lẽ bà ấy muốn cho tiền nó. Vậy thì con Capi đến chứ không phải là ông. Tuy nói vậy, cụ cũng đành lòng đến đứng bên cạnh bà và chú bé. Nó mang theo tấm chăn và chiếc đèn lồng. Cụ Vitaly bước lại nghiêng đầu chào bà ấy nhưng chẳng có vẻ gì dồn dã cả. Cụ tha lỗi cho tôi đã quấy rầy cụ. Bà ấy nói, tôi muốn bày tỏ lòng cảm phục đối với cụ. Cụ Vitaly nghiêng mình không nói. Bà nói tiếp. Tôi là nhạc sĩ. Tôi xúc động vì tài hoa lỗi lạc của cụ. Tài hoa lỗi lạc ở ông chủ tôi, một cụ già hát rong, làm xiết khỉ ư. Tôi vô cùng kinh ngạc. Tài hoa gì ở một lão già quèn như tôi? Cụ Vitali đáp. Xin cụ đừng cho tôi là tộc mạch vô duyên. Bà có tộc mạch muốn biết thì cũng có khó gì đâu, tôi sẵn sàng để bà hài lòng. bà thấy một người làm xiết khỉ mà hát tạm tạm được thì ngạc nhiên chứ gì? thưa không phải ngạc nhiên mà là kính phục. lý do đơn giản thôi. ngày trước tôi không phải như bây giờ. trong thời niên thiếu, thời ấy xa lâu lắm rồi. tôi là dân, tôi là người hầu của một danh ca và tôi bắt trước chủ tôi cũng như con dẹt học nói, tôi học lõm đôi ba bài mà chủ tôi thường tập dợt trước mặt tôi. Chỉ có thế thôi thưa bà. Bà khách không trả lời mà chỉ ngắm cụ Vitaly một lúc lâu. Đứng trước mặt bà, cụ chủ tôi có vẻ như lúng túng. Xin chào ngài. Bà khách nói giọng lạnh lùng, nhấn mạnh vào chữ ngài. Chào ngài, và một lần nữa xin cảm ơn Ngài về những giây phút cảm động tôi vừa được hưởng. Rồi bà cúi xuống đặt vào Âu Con Capi một đồng vàng. Tôi đã tưởng cụ Vitali tiễn bà ấy ra cửa, nhưng không, cụ không làm thế. Bà đi khỏi mấy bước thì cụ lầm bầm trong miệng mấy tiếng nguyền rủa. Tôi hỏi, Bà ấy đã cho con Capi những một đồng tiền vàng kia mà ông. Cụ Vitaly giơ tay lên, tôi đã tưởng cụ sắp cho tôi một cái tác, nhưng cụ ngừng lại và nói như người vừa tỉnh mộng. Một đồng vàng? Ờ, à, phải đúng rồi. Tội nghiệp con Trô vậy mà ta lại quên chứ, phải mau về với nó. Chúng tôi thu dọn thật nhanh để mau về quán trọ, tôi leo lên thang gác trước tất cả và chạy bổ vào phòng. Lửa chưa tắt hẳn. Tôi lấy làm lạ sao không nghe tiếng động của con truli cơ. Tôi châm dội một ngọn nến để tìm. truli cơ nằm dài trên chăn. Nó diện bộ quân phục cấp tướng nước anh già trông như đang ngủ. Tôi cúi xuống khẽ nắm tay nó, để nó khỏi giật mình bàn tay nó lạnh ngắt. Giữa lúc ấy, cụ Vitaly bước vào phòng. Tôi quay lại cụ nói: "Ông ơi, con Julika lạnh ngắt à." Cụ Vitaly ghé xuống bên tôi nói giọng ngậm ngùi: "Ôi trời ơi, nó chết rồi. Nhất định là phải như thế, không tránh khỏi mà. Cháu thấy không, Remy?" Ông không để cháu ở lại với bà Milligan Có lẽ là không đúng Trời định phạt ông hay sao á Đã đét Pino Đôn sơ chết Nay lại đến Jolica Ôi chưa hết đâu